Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video ghi lại quá trình chiến đấu với quân Nga của các chiến sĩ thuộc lữ đoàn xung kích số 3 Azov. Video không cho biết địa điểm và thời gian cụ thể diễn ra cuộc chiến. Да не ссы, блядь. Один хуй умрёт, спрашиваю. Не хуй, А еще пацаны вот такого Дима раздубил. Бежи, побег! Побежи, побежи! Một UAV của cơ quan biên giới nhà nước Ukraine đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử của Nga khi đang trinh sát ở Vokchan. Chiếc drone ngay sau đó thả một quả lựu đạn tiêu diệt mục tiêu này. Video cho thấy một drone FPV của Ukraine tiêu diệt một drone Mavic của Nga. Trên FPV của Ukraine tấn công trạm biến áp của Nga ở Kursk. Đây là xác của chiếc Tiger M của Nga sau khi cán phải mìn. Вот через час, что остался тигрёнок. Благо весь экипаж живой остался, все 7 человек. Капот отлетел примерно метров на 10-15, он лежит целый. Вот яма из-под фугаса. Video này ghi lại cảnh một binh sĩ Ukraine khai hỏa khẩu súng cối về phía quân Nga ở bên kia chiến tuyến. Đoạn video này ghi lại cảnh không quân Nga sử dụng bom FAB-1500 tấn công một điểm triển khai tạm thời ở Vokchan. Video cho thấy khu rừng Shabrybryansky ở vùng Luhansk, nơi đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraine, bị quân Nga tàn phá.
Các binh sĩ Nga trong video đang sơ tán các binh sĩ Nga bị thương bằng xe mô tô. Video này ghi lại cảnh máy bay Nga ném bom trúng một gara ở Kharkov. Theo văn phòng công tố Kharkov, vụ tấn công trên được thực hiện bởi bom dẫn đường UMBB D-30SN, được không quân Nga thả từ một máy bay xuất phát từ căn cứ ở vùng Belgorod. Một xe thiết giáp BTR-82A của Nga bốc cháy dữ dội sau khi bị trúng một quả mìn chống tăng được thả từ một drone FPV của Ukraine ở vùng Donetsk. Video này ghi lại drone Baba Yaga của Ukraine sử dụng mìn chống tăng và lựu đạn hạng nặng tiêu diệt những xe thiết giáp và bộ binh của Nga. Một xe thiết giáp của Nga bốc cháy, sau đó phát nổ sau khi bị UAV của lữ đoàn xung kích độc lập số 79 của Ukraine ở khu vực gần làng Novomykhailivka, tỉnh Donetsk tấn công. Một drone FPV của Ukraine thả lựu đạn M67 phá hủy một xe tăng T-72B3 của Nga. Lính Nga dùng cây rừng để ngụy trang cho một khẩu pháo, nhưng vẫn không qua mắt được những binh sĩ điều khiển drone thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến thứ 38 của Ukraine. Một UAV cảm tử đã được điều đi để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. Trinh sát Nga phục kích một nhóm binh sĩ Ukraine bằng hỏa tiễn chống tăng ATGM.